Rồi, con chào cô chú chưa? Chào, hello cô chú. Con chào cô chú. Con chào cô chú. Ông bà. Ông bà. Cô chú ông bà có khỏe không? Ông chú và bà. Có khỏe không? Khỏe. Con đang làm gì á? Con đang làm gì con? Hả, à, Vàng. Vàng làm gì Vàng ơi? Vàng. Vàng, vàng ngố, vàng ngố. Trời ơi, dằn ngố làm gì kìa cô chú ơi. Đó, thun cột tóc của tôi mua rồi, nhưng vẫn bỏ vô tay, đeo hết vậy đó. Đẹp quá, cho mẹ một cái đi. Ủa sao vậy? Mà bây giờ nói tiếng Việt. Châu sâu đau là sao? Trời ơi, nó nói bây giờ nó sẽ mua cho mẹ ơi, con mua cho mẹ cái. Nè con nói nè, con sẽ mua cho mẹ cái khác. Rồi nãy giờ con kể cho mẹ nghe đây nè, kể mẹ nghe nè. Ê. Trời ơi, con chay nó đâu rồi ta? Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Wow. Họ kẹt tay không có chơi trò này đi, thôi đi ra đi. Đây nè, đây nè. Mấy cái này của con nè, con gom đồ chơi của con lại cho mẹ. Tại sao con cỡ ra hết cái vỏ đồ chơi này? Ờ trời, con chay nó trốn trong này rồi cô chú ơi. Ôi, con chay nó mất tiêu rồi cô chú ơi. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Trời ơi, nó ngồi lên cái vỏ luôn. Trời, tôi kéo cái vỏ tôi bị đứt tay tôi luôn rồi nè. Trời ơi, mẹ bị đứt tay này chay nè. Coi nè, chảy máu này chay, có máu này chay. Yeah, I trip you. Bị mẹ dụ á. À, bị mẹ dụ. Bị mẹ dụ ơi. Không có cho lên nữa. Hồi nãy đó kỳ ghê không? Vâng, this cow I have. À à, mẹ đếm mà con trốn phải không? Yeah. Ok, đếm nè. 1 2 À mẹ vô phòng đi đếm hả? Ok. 1 2 3. Ok, bây giờ đi kiếm con chay nha. Ủa con chay nó đâu rồi ta? Chay ơi, con chay đâu rồi ta? Ôi trời ơi, nó trốn gì mà nó trốn như này trời. Hái gì đi? Con trốn mẹ hả đây nè. Con chơi xong đây nè, còn ba bốn cái nè. Sao con không giục cái này vô thùng rác? Nè, còn ba cái nè, con muốn bo đeo vô không? Đó, đeo vô đây, ra bước ra đây chứ tự nhiên ngồi dưới ghế. Được đời không? Ừ. Nó khoái chơi trúng tìm lắm cô chú, hai mẹ con cứ chơi trúng tìm miết vậy đó. Nè vô. Hey mommy. Gì con? Đâu có ponytail đâu mà con nói đi, tóc mái ngố. Mái ngố đúng rồi. Con nói đi, tóc con mái ngố. Đây nè, còn cái nữa nè. Con nói đi, tóc con. Mái ngố. Ngố. Mái ngố. Ờ à, bây giờ chay có muốn mở cái hộp quà của chay không ta? Có muốn mở hộp quà không? Dạ. Cái hộp quà con là gì? Chiều nay mày chở con đi Costco mua gì? Mua gì? Mua đồ chơi. Đâu có, chiều này đi Costco đâu mua đồ chơi, mua gì? Santa Claus. Đâu có mua Santa Claus. Đó, coi được không? Rồi đó, nó chơi rồi, nó dục vậy nè, có được không? Mommy, I show you the real thing. Con nói tiếng Việt. Mẹ ơi, mẹ con chỉ mẹ nè. Mẹ con chỉ mẹ. Ờ, chỉ mẹ làm sao? Con chỉ mẹ làm sao? À, con bỏ cái đó vô cái tay con á hả? Rồi con làm gì nữa? It's shiny. Coi con làm gì nữa con? Yes. Win. Ồ vậy thôi hả? Yeah. Con thắng rồi. Nói đi con. Mẹ ơi con thắng rồi. Con thắng rồi. Đó. Thắng rồi. Là sao chơi gì? Chơi gì con? À, chơi quánh tù xì, con nói đi. Được rồi, bây giờ là quảnh tù xì. Okay. Nói quảnh. Không phải, không phải. Quảnh tù. Đúng rồi, con nói tù đi. Xì. Ok, rồi bây giờ nói lại này nha. Ok, quảnh tù xì. Không, không có phải quảnh tù xì. Không phải, không phải. Quảnh tù. Tù, 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 tù. Quảnh tù xì chứ không có true. Quảnh tù, tà ưu tu, quyền tù. Quảnh tù xì.
Đúng rồi, rồi lại chơi, nói được rồi lại chơi. Không nói được là không có chơi. Rồi nói lại nè, quảnh tù si. Đúng rồi, ok nè, bây giờ con vừa chơi con vừa nói nè. Quảnh tù si ra cái gì, ra cái này. Đó, một cái câu đó con phải nói nghe chưa. Ok, nói nè, nói theo mẹ. Quảnh, à bây giờ mẹ đang cầm cái camera, sao mẹ làm vậy được? Bỏ camera xuống hả? Ok, rồi rồi để mang camera xuống đây nha. Rồi, ok. Rồi, giờ mẹ chơi với con nha. Bây giờ con phải nói tiếng Việt mẹ mới chơi nha. Ok, bây giờ chơi nè. Rồi bây giờ con ngồi chỗ nào, ngồi đó nha. Ok, chơi nè. Quảnh tù xì ra cái gì, ra cái... Con phải nói cái câu đó rồi con mới ra. Ok, quảnh tù xì ra cái gì, ra cái này. Được rồi, con thắng rồi, con thắng mẹ rồi. Rồi bây giờ làm lại nè nha, nói lại nè. Ok, nói lại, quảnh tù xì nè. Quảnh tù xì ra cái gì, ra cái này. Ô trời ơi, nó lấy cái con ra cái kéo, con cắt cái bao của mẹ luôn á. Ok, này nói lại nè. Quảnh tù xì ra cái ra cái gì, ra cái này. Rồi, ôi trời ơi, con cắt mẹ. Ôi cái tay đau quá, đau quá. Rồi bây giờ làm lại nha. Quảnh tù xì ra cái gì, ra cái này. Ôi trời ơi, nó cắt đau quá. Ôi trời ơi, con chay nó cắt tươi đau quá. Rồi bây giờ lại nè, cô chú thấy con chay giỏi chưa cô chú? Bây giờ nó chơi lại này nha, ok. Quảnh tù xì ra cái gì, ra cái này. Ôi trời ơi, cái con chay nó cắt mẹ nó luôn rồi. Ui cha ơi, giỏi quá. Con nói coi. Ra cái này. Quảnh tù xì ra cái này, ra cái này. Rồi con thắng rồi, tiếp tục nè. Quảnh tù ra cái gì, ra cái này. Ôi trời ơi, đau quá trời ơi. Ôi ơi, thương quá. Quảnh tù xì ra cái này. Ủa giờ chơi hai em xích hả? À, bây giờ nó biết được cái câu mà quảnh tù xì ra cái gì, ra cái này. Thấy chưa cô chú, chịu khó, phải chịu khó chứ không mấy là khó. Chắc cái con này chắc tôi đập nó quá. Nó con này nè, nó búng vô cái đánh một cái nè, giỡn mặt nè. Rồi bây giờ có dọn cái này lại cho tôi chưa? Dọn cái này lại giùm cho tôi chưa? Oh, you took out JD's piggies? What? Her pigtails? She took it out. Oh, you took it out, JD? Rồi bây giờ quảnh tù xì ra gì, ra này cho ba coi nè. Chơi không? Để anh bàn hả? Ừ, ba nó ra là nó lo dọn đó cô chú. Nó sợ ba nó hơn Ngọc. Cái miệng Ngọc chết 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 vậy chứ không bao giờ nó sợ. Chơi hide and seek phải không? Where you going, baby? Get the pizza. Oh, I get the pizza already. The pizza in the back of chair down where JD chair is. Okay. It's underneath. Oh, okay. Ok, ba đang đem vô á, ba đang đem vô. Ok, bây giờ chơi quảnh tù xì đi thôi, mẹ thích chơi quảnh tù xì à, chơi không? Ok, từ giờ về sau mẹ với chơi chơi quảnh tù xì với nhau nha. Rồi bây giờ con đọc coi. Giỏi. Lại nè, quảnh tù xì ra cái gì, ra cái gì? Ra cái này. Ra cái này. Thương quá trời thương, cục vàng cục ngọc quá. Cục vàng cục ngọc của mẹ đâu? I need a haircut, babe. Oh yeah. Cục vàng cục ngọc của mẹ đâu? Cái gì á? Cái đó gì á? À đúng rồi, hot dog. You want some hot dog? Yeah. Oh, yeah. Hot dog, nè, okay, eat the hot dog. The hot dog today? Yeah, I bought at Costco for her. Nice. Okay, eat the hot dog. Nó, chị thích ăn hot dog lắm á cô chú. Nó mà ăn là một lần là nó có thể ăn cho tới, còn ăn cái cây hot dog này bự lắm cô chú. Nó ăn lần là nó ăn nó hết nửa cây luôn. Có khi ăn tới còn dư như đây nè. Giỏi lắm á. Đó, thấy không? Dẫn nồi nó coi iPad nè, giờ có coi iPad không? Đó. Ok, lấy iPad ngồi. Ê, đó. Kì ghê. Đổ đồ bây giờ. Rồi rồi, cái iPad rồi đây nè, coi nè, coi ăn nè, coi được không? Ăn nó dục đây nè, được rồi không? Rồi ăn đi. Ăn xong rồi hai mẹ con mình chơi quảnh tù xì ra cái gì, ra cái này nha. Cái gì vậy? Bị gì vậy? Ủa bị gì vậy? Đó. Cái này. Đó, bây giờ nó ăn đồ Mỹ không mà, nó ăn pizza, rồi nó ăn dog dog, rồi nó ăn hamburger rồi không mà. Rồi nó ăn french fry, nó ăn đồ Mỹ không mà. Nó mà cho nó tô bún bò cái là nó y như là ai làm gì nó vậy đó. Mới bê lớn mà ăn đồ Mỹ, được đời không? Đó, ăn vậy là nó ăn liên tục đó. Chứ mà cho nó hả, tô miếng hủ tiếu hay là miếng ấy rồi này kia. Để ngày mai mẹ nấu nuôi con ăn nha, nuôi thì dễ ăn á.
nấu nuôi với xương, với hầm xương đồ này kia cho con nha.